câu chuyện diễn ra tại Học viện Ngôi Sao, một ngôi trường tuyệt vời để rèn luyện các cô gái trở thành những ca sĩ thần tượng, biểu diễn trên sân khấu. Hai cô bạn thân Ichigo, Hoshimiya và Aokiriya với mơ ước trở thành một thần tượng, đã học tập và phấn đấu hết sức mình. Những giọt mồ hôi và cả nước mắt cũng không khiến các cô gái nhục chí. Họ đã trở thành thần tượng trong trái tim của mọi người. Mời các bạn và các em đón xem bộ phim Nhiệt huyết thần tượng này nhé!